nhân tiện cái buổi tư vấn ngày hôm nay thì em cũng muốn xin giới thiệu với anh một cái chương trình quà tặng đặc biệt chia sẻ yêu thương, giúp anh có thể tặng dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe đặc biệt độc quyền đẳng cấp quốc tế cho người mình thương yêu và quan tâm nhất hiện nay. Đó là dịch vụ tư vấn và quản trị bệnh án cá nhân do Hội đồng Cố vấn Y khoa Quốc tế tư vấn và khuyến nghị phương án điều trị tối ưu. Như vừa trình bày với anh, không những khi mình sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của AIA, anh sẽ nhận được dịch vụ song hành y tế này trong suốt thời hạn hợp đồng với quyền lợi đặc biệt đẳng cấp, và người thân của mình cũng có cơ hội sử dụng nó trong vòng 1 năm. Đây là chương trình khuyến mại đặc biệt của tập đoàn AIA dành cho các khách hàng của mình, lần đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Chương trình này sẽ giúp anh thể hiện được tình yêu thương và sự quan tâm đến người thân yêu của mình, nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình yêu với gia đình, để gia đình được bảo vệ ngay lập tức, đảm bảo những ước mơ trong tương lai của gia đình luôn được vẹn toàn, và đồng thời tận dụng được cơ hội để đem đến món quà đặc biệt đẳng cấp quốc tế và có ý nghĩa cho người thân yêu của mình. Bởi vậy, ngay bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để em Nam quyết định chọn AIA là người bạn đồng hành của mình để thông qua cái chương trình bảo vệ toàn diện cho gia đình mình. Anh Nam có thể cho em xin cái chứng minh nhân dân của mình để làm cái hồ sơ yêu cầu bảo hiểm cho mình được không ạ? Thưa anh Nam, sau khi hợp đồng của mình được phát hành thì hệ thống của chương trình dịch vụ song hành y tế sẽ được kích hoạt và gửi cho anh Nam một cái đường link qua số điện thoại và email của anh. Anh sẽ là người chủ động điền thông tin của người mình muốn tặng quà, sẽ rất là dễ dàng và tiện lợi. Sau khi anh làm xong cái thông tin đó, người nhận quà do anh chỉ định sẽ nhận được tin nhắn thông báo từ chương trình. Tuy nhiên, để người nhận quà của anh có thể hiểu và trân trọng cái món quà mà mình đã tặng cho người ta, thì anh cho em xin thông tin liên lạc của người này nhé. Bây giờ anh có thể giúp em gọi điện liên lạc với cái người mình tặng quà, nói rằng là bên em sẽ gọi điện và giúp người ta hoàn tất cái thủ tục của món quà này ạ. Em sẽ liên lạc với họ ngay và cập nhật cái tình hình món quà này với anh ạ.